tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật những diễn biến trên thị trường hàng hóa. Lực bán mạnh ở các mặt hàng quan trọng đã kéo chỉ số MXV Index xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 cho đến nay. Và đóng cửa tuần trước, chỉ số này giảm 2,7% và xuống còn 2.177 điểm. Ngay bây giờ thì biên tập viên Hữu Chí sẽ có những phân tích chi tiết hơn về diễn biến này. Xin mời anh Hữu Chí ạ. Vâng, chị Ngọc Trinh ạ. À. Nhóm năng lượng thì vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế. Giá dầu WTI trên sở Nimex thì chốt tuần giảm hơn 4% và xuống mức là khoảng 70 77 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu Brent thì cũng giảm 4% và xuống mức là khoảng 81 đô la Mỹ một thùng, trong khi là giá khí tự nhiên hay là xăng pha chế thì cũng lần lượt giảm rất mạnh. Theo MXV thì nguyên nhân chính của tuần giảm giá mạnh này đến từ việc là căng thẳng tại khu vực Trung Đông thì đang có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi những cái số liệu tiêu cực về kinh tế đang gây ra lo ngại nhu cầu sẽ sụt giảm tại các nền kinh tế phát triển, ví dụ như ở Mỹ hay là ở Trung Quốc. Cuộc khảo sát mới đây của Plus, một tổ chức trong lĩnh vực năng lượng cho thấy rằng là sản lượng dầu thô của nhóm OPEC cộng đã tăng khoảng 180.000 thùng một ngày trong tháng 10 và trong đó thì phần lớn là đến từ sự gia tăng của Iran và Iraq. Cụ thể thì sản lượng của 13 thành viên của OPEC cộng đã đạt là 27,89 triệu thùng một ngày, tăng 130.000 thùng một ngày so với tháng trước. Còn sản lượng của 10 quốc gia ngoài OPEC thì cũng đã tăng 50.000 thùng một ngày, đạt 14,82 triệu thùng một ngày. Sản lượng của hai quốc gia đứng đầu nhóm là Nga và Ả Rập Xê Út vẫn ổn định. Sản lượng dầu của Ả Rập Xê Út thì vẫn duy trì ở mức thấp nhất trong 2 năm, đạt trung bình là 9 triệu thùng một ngày. Còn sản lượng của Nga thì đạt khoảng 9,47 triệu thùng một ngày. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật diễn biến của giá dầu. Đến quý vị khi có những thông tin đáng chú ý tiếp theo.